Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai bộ symbol mới của hãng Xenion, mới sản xuất năm 2019 vừa rồi. Thì hàng đã về tất cả các cửa hàng của Việt Thương. Các bạn có thể đến để nghe thử và xem thử hình dáng như thế nào. Thì hai cái bộ, thì bộ đầu tiên mình muốn giới thiệu, nó có tên là Planet Z. Thì bộ này là bộ tiền thân của bộ nó là bộ có cái mã là PLZ4BK. Nhưng mà cái set này á, thì cái chất liệu thì nó giống như cái bộ trước, nhưng mà nó đã thay đổi logo, thay đổi hình dáng và thay đổi mẫu mã của cái hộp bên ngoài thế này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau khui nó ra để xem thử bên trong nó bao gồm có những gì. Đầu tiên là một cái miếng rai 20 và các bạn nhìn thấy nè, cái hiệu chữ Z nó cũng đã làm khác đi so với cái series trước. Đó, và màu sắc có vẻ nó hơi vàng hơn một tí. Đây là một miếng 16 x 40. Thì đây là miếng crush nha các bạn. Đó, logo cũng làm khác, màu sắc. Đó, thì ở trên đây cũng để cái logo của Xenion nè, và để Made in USA. Và bao bì nó sẽ màu tím thế này các bạn. Nó khui ra mỗi cái lá nó sẽ có một cái bao để đựng như thế này. Đó, tiếp theo là một cặp 2 head. Một cặp 2 head như thế này. Lá top là lá ở trên nha các bạn. Miếng ở trên và cái vành này nó được mài nhẵn, khi mà đánh vào sẽ tạo ra cái tiếng nó nghe nó mịn hơn. Và các bạn lưu ý, đây là một cái series, cái series này là series thấp nhất của hãng Xenion, và nó dùng cho cái người thường là dùng cho những người mà mới tập chơi á, họ sẽ mua cái set lá này để bắt đầu làm quen. Đây là lá bottom, lá dưới. Thì một set của cái bộ, một cái set này nó bao gồm 4 lá, nó là 2 miếng 2 head 14, 1 miếng 16 và 1 miếng 20. Và điều đặc biệt nữa là khi các bạn mua cái set lá này thì hãng Xenion sẽ tặng cho các bạn một cặp dùi gỗ hickory, như là size 5A, để mình sẽ phui ra các bạn xem. Đó. Đây. Cặp dùi có hình dáng như thế này các bạn. Xenion gỗ hickory. Có cái logo của Xenion và đây là size 5A. Nó rất là vừa tay cho các bạn mà mới tập, mới làm quen á, rất là vừa tay. Khi khui thùng, khui cái hộp ra và các bạn đã nhìn thấy bên ngoài nó rồi, thì bây giờ mình sẽ test thử cái tiếng của nó, thì nó sẽ nghe, các bạn sẽ cảm giác nó như thế nào nha. Mình sẽ test một miếng 16 in. Mỗi bộ mình chỉ test một miếng lá 16 in thôi. Còn nếu mà các bạn muốn thử nguyên một set thì các bạn có thể đến tất cả cửa hàng của Việt Thương đều có trưng bày sẵn, và các bạn có thể đánh và thử chung với những cái bộ trống trưng bày ở đó, thì các bạn sẽ dễ hiểu được, sẽ biết được cái tiếng của nó hơn. Ok, hay là tiếng của 16 nha các bạn.
theo mình cảm nhận thì cái tiếng này nó rất là chắc chắn, và cái đồng đó bạn, khi các bạn đánh nó vang không gọi là vang, nó vang không quá nhiều, nó chỉ các bạn để ý nè, nó vang nhưng mà nó không có bị ké, nó không có kéo dài cái đuôi giống như những cái loại lá khác. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ khui thùng và thử cái bộ này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bộ lá tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khui thùng và tìm hiểu và xem hình dáng bên ngoài như thế nào. Đó là bộ iPropack. Đó, thì bộ này nó sẽ bao gồm là hai lá 14, 2 hết, một lá 16, một lá 18 và một lá 20 rai. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau khui nó ra. À, thì hình dáng bao bì nó bên ngoài cái hộp nó như thế này các bạn, màu tím. Rồi, trên tay mình đây là một miếng 2H, các bạn thấy ánh sáng chiếu vào nó chói lên, nó là sáng. Đây là một miếng mặt trên 2H. Đây là mặt dưới 2H. Đây là một miếng Grad 18. Và ở trên logo nó có chữ Y như thế này nha các bạn. Y ở dưới là logo Jinjin. Và ở bên góc đây được cái logo mà được đóng vào luôn, được in vào đồng luôn. Đó là cái logo của hãng. Và cái ghi Made in USA. Và cái ký hiệu, những cái chỉ số của cái miếng symbol này. Đây là miếng 16. Thì như các bạn đã biết thì cái series mà ZBT á thì nó sẽ không còn sản xuất nữa, nó chỉ được thay vào bằng cái series chữ Y này. Thì cái đặc tính của series này đó là cái tiếng nó được làm mỏng hơn so với ZBT, cho nên là nó sẽ cho cái tiếng sáng hơn. Vật liệu cái chất liệu làm thì nó giống nhau, nó giống với cái ZBT và ZHD, nhưng mà nó được làm mỏng hơn, do đó cho là tiếng sáng hơn. Đó, mình sẽ đánh thử với các bạn nghe. Các bạn có thể thấy là cái tiếng rất là sáng và cái độ ngân, cái đuôi nó rất là dài đó, cho tiếng rất là sáng và cái đuôi dài, nên là rất là phù hợp với các bạn nào mà ví dụ như mua về để tập luyện ở nhà nè, làm phòng tập nè, hoặc là đi đánh những cái show nhỏ, không phải là show ở trong studio, thì các bạn có thể dùng. Và nếu mà các bạn thích hệ sau này, các bạn có thể sẽ dùng để ghép lại những cái lá effect để tạo ra một cái tiếng effect các bạn mong muốn đó. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau review về hai bộ lá mới của hãng Jinjin. Cảm ơn các bạn đã xem clip và các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương để nhận được những cái video mới về những sản phẩm nhạc cụ, đặc biệt là về trống. Cảm ơn các bạn.